hoặc là guitar hoặc trống. Có những lớp để luyện thanh, có những lớp chuyên cầu nguyện. Nhưng tôi gõ lại thì tất cả chung quy các cái bộ môn này nó không phải là chính. Một tháng họ chỉ dạy cái sự vâng phục. Và nếu như quý đại tớ Chúa ở tại đây là có cơ duyên đến với Ấn Độ, quý vị sẽ thấy một sự vâng phục tuyệt đối. Họ rất tôn trọng mục sư trưởng. Họ không gọi là mục sư tổng phân nhiệm, nhưng mà mục sư trưởng rất tôn trọng. Họ tôn trọng sự sức dầu. Và sự sức dầu có bao nhiêu tùy thuộc vào sự vâng phục với nhau. Cho nên sự vâng phục rất quan trọng. Ở trong những trên đời Chúa chúng ta biết sự sức dầu bắt đầu từ trên đầu Aaron xuống chôn, rồi xuống râu, rồi xuống chôn án. Nhưng mà thật sự cái sự sức dầu đặc biệt nhất là ở dưới chôn án, ở dưới thấp nhất. Chúng ta nhớ ở trong tiếng thánh lời của Chúa, ở trong tiếng Phi-líp của Phật, Jesus Christ Ngài hạ mình thật thấp, rất thấp, thậm chí chết trên cây thập. Vì chết trên cây thập tự rất sỉ nhục. Nhưng mà trước mặt Chúa, Đức Chúa Cha thì Ngài được tôn trọng. Tôn trọng hơn các thiên sứ, hơn các tầng trời, hơn các danh. Và từ đó Ngài được tôn cao trên các danh vị trang. Tôi có một cái cảm nhận, và Chúa muốn tôi chia sẻ điều này, nó sẽ đến với lòng của quý đệ tử Chúa trong buổi sáng. Chúng ta kết quả như thế nào, mặc dầu những thiếu sự vâng phục sẽ mất đi sự. Tôi kinh nghiệm ngay trên cuộc đời của tôi trải qua nhiều đệ tử của Chúa trong sự phục vụ. Mục sư Trần Đình Thái, mục sư Nguyễn Tấn Thôi, mục sư Lê Văn Sĩ, Nguyễn Tấn Sĩ và mục sư Dương Thành Long. Nhưng mà nếu mà nói để vâng phục một cách trọn vẹn là trong chức vụ mục sư Dương Thành Long. Và tôi đã chia sẻ với quý vị đến Chúa vì vốn được sinh ra trong một môi trường rất khắc nghiệt, không có cha mẹ, được ở với cha mẹ nuôi, thì người cha là người mà có một cái sự giáo dục trong gia đình chỉ là mất trí. Mẹ tôi là một người nam nữ để làm để nuôi. Và điều đặc biệt là gia đình chúng tôi ba người hoàn toàn không là anh chị em ruột. Chúng tôi tất cả đều là con nuôi hết. Mẹ tôi sinh, mẹ tôi mang về để nuôi. Tôi được lớn lên trong môi trường đó, một quá khứ. Ngày hôm nay người ta lấy chồng ngoại kiều bình thường, nhưng mà vào cái thời điểm đó lấy người nước ngoài là người vô giá trị. Ngày hôm nay người ta có thể hãnh diện để đi với người Tây, nhưng mà ngày đó cái giới mà đi với người Tây đó là gái không đàng hoàng. Cho nên với một cái lý lịch như vậy, tôi rất là sốc, sống để bảo vệ chính mình, tạo nên một con người rất cứng. Đối với tôi chỉ có lý, có nghĩa là tâm phục khẩu phục thì tôi sẽ nghe, nhưng mà cái nào mà tôi không phục là tôi không nghe. Thì cảm ơn Chúa, qua một quá trình Chúa biến đổi tôi mỗi ngày. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho tôi có một cái khả năng để nghe và làm theo. Tôi luôn luôn nghịch lại cái xác thịt của mình. Đó là lý do mà Phaolô nói rằng ông đái thân thể ông một cách nghiêm khắc, có nghĩa là ông không cho phép cái tiếng nói của con người ông vượt trên lời của Chúa. Và một lần cuối cùng trong chức vụ, tôi có chia sẻ thật lòng với một số người. Tôi nói thầy, một cái mối quan hệ trên 10 năm thì đó được gọi là mối quan hệ tốt và bạn phải trân trọng. Tôi nói với một số lần, tôi không muốn đi thêm những bước dài hơn trong chức vụ cùng với một số lần. Tại vì tôi e là cái con người của mình có đôi lúc nó sống lại, nó làm gãy đổ cái mối quan hệ tốt. Vì tôi trân trọng, tôi cảm ơn Chúa, khi tôi cầu nguyện Chúa, Chúa không hề trả lời tôi. Nhưng Chúa cho tôi thấy cái nạn của một số lần.
mang khán giả. Chúa cho tôi có quyền lựa chọn. Cho nên Chúa con tư vấn. Con biết đây là cách mà Chúa muốn con chết hoàn toàn. Tôi quyết định ơn Chúa. Nếu chúng ta không vâng phục, sự sức giàu sẽ không có. Nếu tôi không amen đúng kế hoạch của Chúa để truyền giao hội thánh, tôi ở đó giàu không còn. Giống như mẹ chồng của Ruther, bà nói gì với Ruther? Không được theo mẹ nữa, mẹ không còn có thể sanh con trai cho con nữa. Rồi quý vị ở Chúa, đã đến lúc mà chúng ta không còn giàu để cho chiên, giàu cho một chức vụ nào thì đừng mà lại. Không phải tôi xuống tôi rủ quý vị xuống theo đâu. Nhưng tôi biết điều này. Vì nếu chúng ta đã quá khô, chúng ta không còn giàu cho những người ở dưới, thì đây là điều rất nguy hiểm. Vì nếu chúng ta bước qua một bên, thì giàu sẽ đổ lên mà chúng ta ở tư thế là cố vấn. Ngày nay tôi được làm việc với một sư Dương Thành Tâm, tôi rất là amen. Bởi vì tôi có thể làm một trong những thành viên để làm cho hội thánh cũng mạnh hơn. Cái chính hội thánh phải lớn hơn. Amen. Cái chính là trên 10 triệu thành phố của chúng mình phải thuộc về Chúa. Tối đa có một đội làm việc. Sáng nay trên đường đi tôi có mở một phần thờ phụng Chúa của hội thánh chúng tôi. Tôi ước mơ hội thánh chúng tôi phải đến tỉnh là phải là thông soi. Amen, cảm ơn Chúa. Tôi ước ao là hội thánh của Chúa khi người ta bước vào người ta kinh nghiệm sự diện của Chúa ở tại đây. Amen. Chúng ta là kỹ năng. Thế nên nếu có khải tượng, có chung một con đường đi, cho dù chúng ta đứng ở vị trí nào, chúng ta vẫn là quan trọng trong vị trí đó. Amen. Một số lắm không thể thiếu tôi. Và tôi không thể thiếu một số lắm. Amen. Bởi vì chúng ta là một đội. Amen. Muốn xe có thể thắng vì có Aaron và Hu-rơ. Amen. Vì nếu Aaron, Hu-rơ không có Mô-xe không thắng được. Cho nên nó có một sự liên kết, quý vị. Bosunel là vòng tròn. Nói lên về tính chất vâng phục, cái thẩm quyền. Đó lý do mà David rất khôn ngoan, để David không bao giờ đụng đến Saul. Mặc dù Saul luôn rượt đuổi và giết David, nhưng mà ông vẫn vô cùng. Có một điều quan trọng tôi muốn nói với cái này Chúa rằng, cho dù khắc nghiệt nhưng mà Chúa vẫn có đường cho người của Chúa. Amen. Yeah. Thì ác đó không thể đặt lên người của Đức Chúa Trời. Để nha quý vị an toàn, Chúa sẽ bảo vệ người quý sợ. Amen. Tôi trong tối qua có cơ hội để thông công một số anh chị em trong buổi tiệc. Tôi cảm ơn Chúa. Có đôi lúc họ không có một chức vụ lớn trong một thánh, nhưng mà chính cuộc đời của họ sẽ là bài giảng cho hội thánh. Người ta có thể giảng bài giảng đầy xúc tích, có một sự hùng biện, thì trong vòng 30 phút, cao lắm là 60 phút, bài giảng sẽ chấm hết. Nhưng có một bài giảng không tiếng nói nhưng mà sẽ nhìn vào và nó được tiếp tục lưu truyền qua nhiều năm. Bài giảng đó sẽ đi vào lòng. Nghe nhưng mà phải thấy. Tôi đang là những gì tôi chia sẻ với quý vị về phần mười, về các của dân, về đời sống vâng phục từ lòng của tôi. Nó sẽ chạm đến quý vị. Đừng bao giờ vượt trên điều Chúa cho phép. Đức Chúa Trời của sự trật tự. Amen. Ngài rất trật tự. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh. Một sự vất vả. Và hội thánh của Chúa cũng vậy. Là công dân Đức Trời. Chúng ta có pháp lý của Đức Chúa Trời, là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nói cho lời của Chúa để cùng bước đi. Người dưới vâng phục người ở trên,
Người ở trên sẽ phong phục người ở trên rồi. Amen. 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 Luôn luôn một trật tự. Đi, chúng ta có một trật tự này. Chúa luôn hiện diện đầy dạy trong một thân. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy nhiều cuộc đời hỗn loạn, cuối cùng là sự hư không. Chứ phủ không ra được. Nhưng nếu mà sự vấn đề, một sự tôn trọng, dù người được sức giàu ở vị trí nào, người đó vẫn được tôn trọng. Joseph là một thằng tù, là nô lệ. Đây là sự sức giàu của Chúa, Joseph được tôn trọng. Amen. Yeah. Và đến nỗi ngài cất nhắc Joseph được tôn trọng trên toàn chân đế chúng tôi. Amen. Vì sao vậy? Sự sức giàu. Trên sự sức giàu rất quan trọng hơn cả chức vụ. Nếu có chức vụ không có sự sức giàu, vô ích. Paulo kinh nghiệm, ông nói rằng khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ. Khi tôi trưởng thành, tôi bỏ mọi điều thuộc về con trẻ. Cho nên người trưởng thành là một người cư xử một cách phải đẹp. Tiến, lui, chúng ta đều phải. Bởi vì khi chúng ta tiến cũng sự sức giàu, chúng ta lui cũng có sự sức giàu. Thì Chúa ở đó với chúng ta. Amen. Amen. Dạ, cuối cùng là một điều mà tôi được nghe, đó là ở đây và cũng có nhiều hội thánh, hội thánh tôi cũng có những người nộp phần 10 không ghi tên, nghĩ là mình là chưa biết điều đó không sai, nhưng nó sẽ không tốt. Đúng rồi. Nên ghi tên của mình. Amen. Nó có những điều tiêu cực, vì nếu ghi tên thì lỡ biết đâu người ta biết mình làm ăn mà xong tiền chỉ có mấy nhiêu thay đổi. Có chứ, không ạ? Mà nếu chúng ta ghi tên, chúng ta nghĩ rằng người ta biết tiền của mình cũng không tốt. Thôi thì để Chúa biết. Nên thật sự ra chúng ta nên biết. Vì sao vậy? Vì cái ghi tên của quý vị, thứ nhất là hội thánh Chúa sẽ cầu nguyện chúc phước cho quý vị. Nếu quý vị không ghi tên, quý vị sẽ mất phần. Điều thứ hai, chúng ta ghi tên để người lãnh đạo có thể biết chân trí của hội thánh đạt được bao nhiêu. Bao nhiêu người trưởng thành, người trưởng thành được căn cứ vào các biết vâng phục để nộp phần. Tại vì đó là một hình thức thờ phượng cao nhất. Khi chúng ta nộp phần 10 có nghĩa là ta thờ phượng ngài. Amen. Yeah. Amen ạ. À? Amen. Nếu mà không có thì nhiều khi mục sư lãnh đạo, ví dụ như mục sư Long, ông hỏi mục sư Bình, ủa giáo hạt của thầy được bao nhiêu người phần 10? Thầy không biết nữa thầy. Rồi thầy mình hỏi ông mục sư Giang, thế hội thánh thầy bao nhiêu? Không biết luôn. Tại vì vô danh quá nhiều. Chúng ta vô hội thánh như vậy không ạ? Không. Đây là một niềm tự hào. Tôi có thể cho quý vị thấy con số thật của năm 2012. Nhưng tôi không thể nói năm 2016 được. Vì đó là điều tế nhị. Nhưng mà ít nhất tôi có thể nói những gì Đức Chúa Trời đang làm việc trên bàn chiêu của tôi. Nó không phải là con số thổi phồng, nhưng đó là sự thật. Amen. Nếu quý vị không làm điều này, mục sư Giang sẽ không có cái cớ để khoe mình. Bởi vì khoe mình trong Chúa để nói là đây là những gì Đức Chúa Trời đang làm việc trong hội thánh của mình. Amen quý vị. Vậy nên ước ta rằng bây giờ lúc ngắn ngủi này có một cái gì đó để làm cho quý vị. Amen. Hãy vâng Chúa. Hãy hết sức ủng hộ phần còn lại là Chúa. Amen. Chúa là Chúa của hội thánh này. Amen. Là chủ của hội thánh này. Amen. Dù đầy tớ Chúa như thế nào thì vẫn ở trong sự kiểm soát của Chúa. Amen. Chúa tể trị hội thánh của này. Amen. Khi Đức Trời dựng lên trời đất thì thế giới lúc bây giờ ở trong hỗn độn, nhưng mà ngài vẫn ở đó. Cái sự hỗn độn đó ngài cho phép và bị giới hạn bởi Chúa. Cho nên đầy tớ Chúa có như thế nào chăng nữa vẫn ở trong sự giới hạn đó mà Chúa cho phép. Amen. Cho nên chúng ta có một Đức Chúa Trời rất công bình. Ở trong cuộc đời tôi có hai dấu ấn ở trong bản chất của Chúa, đó là Đức Chúa Trời rất công bình và Chúa rất nhân từ. Yeah. Tôi kinh nghiệm điều này.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chị Diệu chia sẻ. Rất là tâm huyết không quý vị. Amen. Dạ. Anh chúng ta đã cảm được phước và chia sẻ của một sự kiện xin tên là. Cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị có muốn cô Hiền sẽ trở lại với giá hàng của chúng ta đây không? Amen. Anh muốn tên là. Hãy một tên lớn để cho cô Hiền kết thúc cho mình đến năm nữa. Rồi thật sự như tôi đã nói với quý vị hôm qua, đây là một người chị ở trong Chúa, một người bạn đồng lao và là một người trung thành ở trong chức vụ, và cũng là một món quà mà Chúa dành cho tôi cũng như cả cả hội thánh của Tông Việt Nam của chúng ta. Chị là một tấm gương và hội thánh của chị là một tấm gương. Chúng tôi muốn dùng cái từ rất là thân thương là một người chị vì cô Hiền lớn tuổi với tôi, là một tấm gương cho hội thánh của chúng ta. Và cảm ơn Chúa hội thánh đó đã để lại nhiều dấu ấn rất lớn ở trong chức vụ tôi và cho cả hội thánh của Tông Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là cho Trường Kinh Thánh. Các bạn sinh viên Trường Thánh, là đây là một trong hội thánh đã dâng hiến cao và giúp đỡ cho Trường Thánh của chúng tôi hoạt động trong suốt 7 năm qua. Rất là cảm ơn Chúa về điều này. Và những gì mà cô Hiền chia sẻ thật chứng nó là những gì không quý. Chắc là sau 30 năm hầu Chúa, sau 19 năm ở trong chức vụ, và những điều đó là điều mà thật sự đã đụng chạm đến tất cả chúng ta. Thật sự nếu mà nói khi mà cô Hiền nói là cuối năm tôi chuyển giao cho thầy, thì tôi nói là cô, tôi không muốn, tôi vẫn muốn cô ở trong đội của tôi. Cô Hiền nói không, thầy ơi, vậy tốt rồi, đủ rồi, thầy cho tôi nghỉ đi. Nói không, tôi vẫn muốn cô ở trong đội của tôi. Cho đến khi nào Chúa gọi cô đi chỗ khác thì xong. Tôi vẫn muốn, nếu tôi có sự lựa chọn thì tôi vẫn muốn cô đi cùng đứng với tôi. Dạ, sao chúng tôi thay đổi cái vị trí thôi, nhưng mà vẫn là một đội trong sự hội của Chúa. Amen. Bởi vì đồng ý đó là ưu tứ, đó là điểm mạnh, và đó là một người đồng lao rất tốt, rất trung thành, và cùng với tôi xây dựng vương quốc của Chúa. Amen. Tôi thật sự cảm ơn Chúa vì người chị thân thương mà Chúa đã cho chúng tôi. Và sáng hôm nay tôi muốn giới thiệu một người em. Đây cũng là một người tôi gọi là người em, bởi vì tôi đã đến đây hơn 20 năm trước, năm 1989. Và khi vợ chồng tôi sau khi đám cưới thì chúng tôi hưởng từ chân mặt ở Đà Lạt 3 ngày. Sau đó thì chúng tôi tới Bảo Lộc, là nơi mà vợ chồng tôi thi hành chức vụ đầu tiên. Và tại đây có một cơn mưa thương đã xảy ra. Và cảm ơn Chúa, những cuộc đời đã được biến đổi. Nhiều người đã trở lại với Chúa, và trong đó có những mục sư hiện nay là những mục sư truyền giáo rất là được ơn. Và người đặc biệt nhất là mục sư Tăng Vinh, người thanh niên trẻ đã được gặp Chúa ở trong cái từ cơn thương đó. Và sau đó thì vợ chồng tôi đã bị bắt ở trong tù. Nhưng mà cái dấu ấn và cái có thể nói là không bao giờ quên trong cuộc đời chức vụ của vợ chồng tôi, đó là chúng tôi được hầu vị Chúa với những anh em cùng cộng nguyện. Và cảm ơn Chúa thì từ đây đã có một đệ tử của Chúa, có thể là một người em, tôi gọi như một người em, cũng là một người bạn đồng lao ở trong chức vụ của tôi, và cũng là một đệ tử phục vụ trung thành của Chúa. Amen. Như tôi đã chia sẻ với quý vị hôm qua, khi em bị bắt ở trong tù 3 năm, đó là một cái môi trường mà nó là rất là khắc nghiệt. 8 tháng bị giam, nhưng cảm ơn Chúa khi em đã khổ tù, em vẫn tiếp tục hầu việc Chúa. Mặc dù có nhiều lời mời cho em trong chức vụ tương lai, nhưng em vẫn nói rằng em được kêu gọi với hội thánh của tôi. Amen. Bỏ lại với chúng tôi, mặc dù có tiếng gọi qua nước Mỹ, nhưng em vẫn nói rằng Chúa gọi em ở Việt Nam. Có tiếng gọi qua một thầy phái khác, nhưng em vẫn nói rằng Chúa gọi em ở vũ trụ. Và chính vì sự trung thành đó, chính vì sự trung thành đó mà Chúa trời đã cất lên em. Và từ một thanh niên mà trở nên mục sư của một giáo hàng, và bây giờ cũng là một mục sư ở trong ban tổng quản trị của chúng tôi. Và tôi muốn giới thiệu quý vị người em trong Chúa của tôi, một người bạn đồng lao và một người đầy tớ trung thành, đó là mục sư Catherine. Hallelujah. Và chúng ta vỗ tay lần lớn để chào đón đầy tớ của Chúa. Xin mời mục sư Catherine.